Ta-da! Kính thưa quý vị, Hoa Đà Bơ xin đón chào tất cả mọi người đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Đến với Khẩu Vị Ngôi Sao, trải qua rất nhiều mùa được phát sóng, xin cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của quý vị khán giả khắp mọi nơi rất là nhiều. Và ban biên tập chúng tôi luôn cố gắng làm sao xây dựng nội dung thật là hấp dẫn, bên cạnh đó những thử thách thật là hài hước dành cho các khách mời cũng như là những siêu đề web, những bạn fan hâm mộ đến đây tham gia và tặng quà tinh thần dành cho các thần tượng của mình. Bên cạnh đó sẽ là một thực đơn rất là ngon miệng dành cho tất cả chúng ta. Khẩu Vị Ngôi Sao là một ngôi nhà luôn dành tặng những khoảnh khắc tuyệt vời, những bữa ăn ngon và gắn kết những con người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại rất thân quen và luôn đông đầy cảm xúc. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của một trong những nữ nghệ sĩ có thân hình rất là quyến rũ. Xin mời sự xuất hiện của diễn viên Ngọc Hoa. Đồ ăn đâu ạ? Đồ ăn đâu? Trời ơi, vậy vậy sao chứ? Đừng. Chị tới đây chị đặt bàn rồi. Dạ chị muốn ăn. Trời ơi, hết hồn. Chào Ngọc Hoa. Dạ em chào anh. Trời ơi, kinh dạ, quá à. Em chào quý vị khán giả. Em nôn ăn quá. Em của em đó mọi người ơi. Nay nghe nói mời đây ăn. Ừ. Có đầu bếp 5 sao gì nói em tươi hẳn lên anh nè. Ủa đâu có 5 sao? Chết rồi, vậy là lộn nhà hàng. Fan sao? Fan sao? Fan sao? Đó là những fan mộ của Ngọc Hoa đó. Dạ. Rồi mời Ngọc Hoa vào phòng khách nào. Dạ. Hy vọng chúng ta sẽ được khai thác một câu chuyện về ẩm thực ngày hôm nay của một nghệ sĩ rất điển trai. Đó chính là diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Chào Thắng. Chào em. Anh. Đó, quý vị thấy không? Xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Dạ, anh Thắng, mời anh vào phòng khách ạ. Okay. Mời anh. Anh thấy nhà em làm sao? Rất là rộng, cái nhà này chắc cũng phải mấy chục tỷ ha. Chết, trời ơi. Mời anh đến đây là không nói tiền bạc, chỉ nói ăn uống thôi. Em mới sơn lại tường đó. Biết bữa nay là đón anh 3 tháng em phải sơn màu tím. Sao vậy? Mộng mơ á. Tại em thấy anh lúc nào cũng hồn nhiên vô tư như nhảnh trơn á. Tại vì mình không được cho phép mình già. Dạ. Cho dù là mình ở một lứa tuổi nào đó, mình phải quy định mình là mới qua vị thành niên thôi. Quy định mình là trẻ. Vậy là bí quyết của anh Thắng đó là từ tinh thần mình sẽ cố gắng làm sao kiểm soát được chế độ dinh dưỡng để có một thể xác thật là tốt. Bớt ăn tinh bột lại. Dạo gần đây Hoàng đang mê mẩn một MV, một bài hát được mang tên là Có Những Ngày Như Thế. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón vị khách mời, đây chính là chủ nhân của ca khúc đó, đó chính là ca sĩ Neon Trung Thuận. Yeah. Chào em. Hôm nay là anh Hoàng nói với em là anh Hoàng hơi mất lửa nhẹ. Đúng, em thiệt, chỉ có Neon hiểu em thôi. Tinh thần nhưng mà thôi, hôm nay mặc đồ em thấy là màu sắc quá trời nè. Chắc gì? Là màu u tối quá trời. Anh thiệt, mỗi lần mà buồn anh không ăn uống gì được luôn á. Thôi em nên nghe bài Những Con Ngày Như Thế của em. Này này anh ơi, cười lên đi, đừng lo chi vì cuộc sống vốn thế mà. Có những ngày nắng phải nhường cho mưa, tươi mắt dịu đi những khô càng. Này này anh ơi, buồn thì khóc, cười khi vui đừng cứ giấu mãi trong lòng. Vì sẽ có người yêu anh, sẽ có người bên anh lúc anh yêu mềm. Anh ơi. Anh nghe nè. Xin mời quý vị chào đón anh chàng rất đa năng, ca sĩ, diễn viên Khắc Minh. Đấy. Đẹp trai quá. Dạ em chào thầy. Dạ thầy chào em. Em mời thầy vô. Cảm ơn em. Trời em vô là khỏe chứ. Dạ em cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Mà nó gọi Khắc Minh là thầy bởi vì anh chàng này là với cái vóc dáng thư sinh này rất hợp với những vai thầy giáo. Đúng rồi. Rất là thành công nữa. Dạ em hầu như là 3-4 vai thầy rồi. Không biết sao nữa. Nào chúng ta vào phòng khách thôi. Mời thầy. Đây. Dạ. Khắc Minh thấy bữa nay dàn bếp anh có gì đặc biệt không? Em thấy không có gì đặc biệt hết anh. Đặc biệt là em đó. Ủa này được coi là thính không? Thính á. Chết rồi. Vậy mà hổm rồi. Em nhìn sai về anh rồi. Chà, em nhìn anh sao? Em nhìn anh em tưởng nó là... Thì anh một vợ ba con đó. Thì đó em tưởng nó là... Ủa thì cũng có được quyền là ngưỡng mộ cái đẹp chứ. À vậy hả? Đúng không? Với mỗi một nghệ sĩ khách mời đến đây sẽ có hai khán giả hâm mộ tham gia. Họ sẽ cùng nhau học hỏi những bí kíp nấu ăn, chia sẻ những câu chuyện xoay quanh kỷ niệm và ẩm thực và cùng vượt qua các thử thách để tạo ra những món ngon thật đặc sắc và chinh phục được khẩu vị của các nghệ sĩ thần tượng. Xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ hôm nay, đó chính là Thái Điền và Trường Lưu. Đây, cánh cửa mở ra. Wow. À, đầu bếp à. Đây, có. Đầu bếp hả? Dạ, đầu
đầu bếp mà hai bạn ngồi. Chào Hoa và chị Hoa. À, ngồi ngồi ngồi, bắt cái, bắt tay cái. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Rồi xin mời hai bạn giới thiệu về bản thân mình. Xin mời bạn. Dạ em chào anh Hoàng, em chào chị Hoa. Em tên là Thái Điền, hiện tại em là diễn viên. À. Hèn chi. Ủa vậy em biết nấu ăn luôn hả? Giỏi hả? Ồ. Dạ em cũng biết nấu ăn sơ sơ. Còn em? Dạ em chào anh Hoàng rapper và chị Ngọc Hoa. Em là Trường Lưu và hiện tại em đang làm dẫn chương trình. Ủa, MC rồi, chuẩn bị cái ghế lung lai rồi đó. Ui. Một anh diễn viên chung, dạ, một anh MC. Em làm event nhỏ thôi. Và bây giờ xin mời anh Ba Thắng cùng với quý vị khán giả chào đón hai bạn gái rất là dễ thương. Đó chính là Thúy Vi và Ngọc Thảo. Đây, chào hai bạn, dạ, chào hai bạn rồi. Đó, hai bạn dễ thương dạ. Không? Xin mời bạn giới thiệu trước nào. Em tên là Thúy Vi, hiện tại em đang là người mẫu và diễn viên ạ. Hàng gì xinh quá ha. Dạ. Em cảm ơn. Vậy em Ngọc Thảo nè. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Thảo. Em đang học lớp 12. Và em có kinh doanh bán hàng online luôn. Em cũng rất là thích anh Thắng qua cái phim Cổng Mặt Trời á. À cái Cổng Mặt Trời. Trời đất ơi. Hay. Dạ. Xin mời Neon chào đón sự xuất hiện của hai bạn gái rất là dễ thương và đáng yêu, đó chính là Khánh Quyên và Bảo Thi. Xin mời. Đây. Chào hai người đẹp. Xin mời hai bạn ngồi. Chào em. Đó, dễ thương chưa? Chào hai bạn. Em chào anh Hoàng. Dạ. Em chào anh. Em tên là Bảo Thi. Năm nay em 25 tuổi và công việc hiện tại của em là diễn viên. Mời nấu ăn cho ngon nha. Dạ rồi. Mời em. Dạ, em chào anh Hoàng, em chào anh Thuận. Em tên là Khánh Quyên. Hiện tại em đang là diễn viên và truyền thông. Thì em năm nay là 27 tuổi. Rất là trẻ. Vậy là lớn tuổi hơn em. Vậy hả? Rồi, bằng tuổi. Xã hội bây giờ không có so đo vậy. Năm sinh em ơi. Bây giờ xin tên cho nó thân mật. Và bây giờ xin mời quý vị chào đón sự xuất hiện của hai bạn fan hâm mộ ngày hôm nay. Đó chính là Hồng Phương và Thảo Vân. Đây, đó. Trời ơi, đồ còn trẻ lắm. Thiệt. Không để chờ nó mỏng. Chào em. Trời ơi, ngồi đi em. Ngồi đi em. Dạ chú ngồi đi ạ. 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 Gọi anh cái gọi chào. Dạ anh ngồi ạ. Đó, trời ơi. Dạ, đi em ngồi đi. Dạ, dạ. Chú ngồi ạ. Chú ngồi đi, chú ngồi. Hãy không đi, không đi, không đi. Dạ chú ngồi đi ạ. Dạ, dạ. Chú ngồi ạ. Chú ngồi đi, chú ngồi. Chú cảm ơn hai con đã đăng ký tham gia để gặp gỡ thầy Khắc Minh. Thái độ của hai con ngay từ những phút giây ban đầu thật tốt. Ủa mắc gì gọi tôi chú? Bao nhiêu tuổi mà gọi tôi chú? Hả? Giới thiệu đi. Dạ con chào chú. Em chào anh. À. Dạ em tên là Trương Thị Hồng Phương. Năm nay em mới có 18 tuổi ạ. Trời ơi 18 tuổi nè. Bên đây nhân đôi thôi chứ nhiều. Dạ con chào chú ạ. Em chào anh ạ. Chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Thảo Vân ạ. Năm nay em 18 tuổi ạ. Ủa hai bạn bằng tuổi luôn hả? Dạ. Hai đứa học chung lớp không? Dạ không. Dạ, học chung trường không? Dạ học chung trường á. Ồ đồng môn à. Trường nào vậy? Dạ học cao đẳng y dược Sài Gòn ạ. Cổ giỏi giờ y dược. Ủa còn trẻ tuổi lắm. Dạ. Sao kêu anh cái coi cho Thắng luôn. Dạ con chào chú. Không được đâu anh. Tôi nghi là hai người này do biên tập gà vô để chơi tôi nè. Dạ không được có rồi. Thôi được rồi. Giờ chính ngày hôm nay không phải làm gì là Khắc Minh mà. Bây giờ là chúng ta sẽ đến với phiên bản cập nhật mới. Không chỉ là 3 mà là 5 ẩn số để chúng ta cùng nhau lật ra và chờ đón xem là cái điều bí ẩn nào liên quan đến việc ăn uống của anh Ba Thắng nghe. Không biết nó sẽ là một câu hỏi đơn giản hay là một cái thử thách gì đó hai bạn đối kháng với nhau. Đây, bây giờ xin mời sự xuất hiện của 5 ô số. Huy hiệu thần bếp có thể xuất hiện ở bất cứ ô số nào. Có được cái huy hiệu đó, mình giống như làm chùm gì đó, mình làm nữ hoàng của gian bếp. Mình yêu cầu Neon làm gì là anh phải làm đó luôn. Đừng yêu cầu em nấu ăn là được. Từ số 1 đi cho nó dễ hen. Xin mời, số 1 nội dung là gì đây? Câu hỏi. Xin mời hai bạn cầm bảng viết lên chuẩn bị ghi đáp án. ABC thôi cho nó nhanh. Chúng ta chỉ có khoảng 5 giây suy nghĩ trả lời. Nồi nấu bún bò Huế truyền thống làm bằng chất liệu gì? A. Đất. B. Nhôm. C. Đá. Khó nhỉ. 3, 2, 1, xin mời. Đáp án của hai bạn là
Bạn Bảo Thi thì chọn là đất là A, bạn Khánh Quyên chọn B là nhôm, đáp án chính xác là B. Chúc mừng Khánh Quyên là nhôm. Nồi nấu bún bò truyền thống làm thủ công với chất liệu nhôm. Thoạt nhìn, chiếc nồi trông khá giống với cái niêu. Dung tích nồi lớn, miệng nhỏ nên nhanh sôi. Chất liệu nồi cũng giữ nhiệt rất tốt. Hiện nay, loại nồi nhôm này vẫn rất phổ biến ở Huế. Chúc mừng bạn, như vậy là 1-0 rồi nghe. Thì không biết là đằng sau ô số 1 á là từ khóa nào liên quan đến neon đây. Xin mời. Oan gia ngõ hẹp. Ủa sao nghe giống phim mà tâm lý xã hội quá vậy ta. Oan gia ngõ hẹp là sao neon? Thì ngày xưa em ấn tượng hoài luôn. Tại vì là có một cái lần mà mình nhớ là mình còn rất là nhỏ tuổi, mình đi ăn quán với gia đình. Thì là vô một cái quán gọi là đồ mà nấu ở trong cái đồng á. Tức là trong đồng mà có con gì là sẽ có đồ đó, giống như là cua này kia vậy đó. Thì là có một cái dĩa thịt, nó làm roti rất là ngon. Wow. Thì em không biết nó là thịt gì thì em mới hỏi. Thì mọi người bảo nó là thịt thỏ. Thì mình nghĩ là con thỏ chắc cũng không đáng sợ lắm. Thế là ngon mà. Thì lúc đó em còn nhỏ em cũng không có hiểu được. Hồi đó rất sợ con chuột. Rồi nghi nghi rồi. Dù em tuổi chuột em rất là sợ con chuột. Thế là ăn xong em ăn tới cuối buổi luôn em về nhà. Cái mọi người mới bảo là cái đó là dĩa thịt chuột. Trời ơi. Rồi phản ứng hóa học lúc đó ra sao? Thì cũng ngon. Không sao hết. Nhưng mà sợ, không bao giờ ăn lại. Vậy Bảo Thi ăn được thịt chuột không? Hồi nhỏ thì em ăn được, nhưng bây giờ thì em sợ, em không dám ăn. Sợ chuột với hương mà sợ. Ôi, gì anh tuổi chuột nè. Ôi em con tuổi chuột nè. Ủa dồi ba đây chuột. Con chuột không? Chuột không? Chuột. Dạ em chó. Tuổi chuột, tuổi chuột. Còn bạn tuổi tuất hen. Vậy là em sợ chuột không Quyên? Dạ không. Ăn được thịt chuột không? Dạ được. Trời ơi xuất sắc. Nhưng mà Neon ngày hôm nay không ăn được. Số 4. Thử thách ưu ti. Cái này là trò chơi nha. May mắn nha. Nó sẽ thuộc về ai nha. Hai bạn sẽ cố gắng làm sao nhắm mắt và lựa trúng cái bông màu vàng giùm anh. Lấy một bông một thôi ha. Không hay giờ cho người đang bị bất lợi bóc trước. Rồi bóc. Trước mặt nè. Bóc đi. Phụ cầm bình bông cái rồi lấy cái tờ giấy thì che mắt bé lại. Rồi mình chuẩn bị lộ diện kết quả nha. 3, 2, 1 xin mời. Yeah, hên quá. Chúc mừng Hồng Vương đã rút ngắn được tỷ số 3-2. Và bây giờ chúng ta đến với bí mật đằng sau ô số 4. Tuổi thơ dữ dội. Đại khái như là ngày xưa ba em hay đi chích cá. Cá bự mình đem đi bán, cá nhỏ mình đem mình ăn. Cái suốt ngày ăn cá nhỏ hoài á, nó ngán, nó tức nữa. Thì một ngày đẹp trời thì em mới, con nhỏ mà, mình buộc miệng mình nói với ba là em nói là con thèm thịt kho vịt quá. Thì tự nhiên ba em khóc. Trời ơi. Ba em nói với mẹ em, ba em nói là nó thèm vậy đó, cái ba em khóc. Lỗi, em nhạy cảm mấy này lắm mọi người ơi. Chú khóc thiệt mọi người ơi. Đàn ông khóc khó lắm thiệt. Mà ba mà tới cái cảnh đó mà tự nhiên nghe con mình đứt ruột mà nhỏ chút xíu mà nói gì thiệt. Bởi vậy em tới thời điểm bây giờ em bị ám ảnh cái chuyện đó, cho nên là sau này khi có điều kiện rồi, bất cứ cái món ăn gì hay bất cứ cái gì mà em mua về nhà nó cũng luôn trong tình trạng dư thừa, không bao giờ nó thiếu một cái gì. Tức là có thể là 4 người như em mua 5 phần. Mà đợt đó thì sau khi ba em nói với mẹ em xong thì hai người ôm khóc. Em cũng hiểu chuyện gì, em hiểu, ủa tại sao vậy ta? Lớn lên mình mới hiểu. Mới hiểu là tại sao, ủa vậy? Nhưng mà qua ngày hôm sau là có ngay một cái tổ liền luôn. Là sau đó em mới biết là ba lĩnh lương thì ở đâu đó, lấy tiền ở đâu đó. Mẹ làm cho một cái thịt to, thịt mỡ á. Nó tới bây giờ luôn mà không bao giờ mẹ em quên được cái công chuyện. Bây giờ chúng ta hãy đến với nội dung thứ 5. Hấp dẫn hơn. Nội dung đó chính là thử thách đối kháng. Cái này em nghĩ là cái thử thách thì phải khó chứ. Ví dụ cho ăn mù tạt, cho ăn gì hơn, cho ăn nấm trộm phục. Đây, mỗi bạn cầm một cái nhưng mà không phải ăn mà để tráng, di chuyển làm sao ai ăn nhanh nhất là người đó thắng. Ai xuống cái miệng được là ăn là thắng á. Đúng rồi đó. Khó lắm nha em. Không dùng tay nha cưng. Nó cười sao? Mời em trước. Đây chị lấy kèm cái nè. Để bạn ấy lấy. Anh cái này khách mời cũng được chơi không anh? Chơi chung không? Vậy chị chơi là anh Hoàng phải chơi. Chơi luôn. Chơi liền sợ. Ngồi ngồi luôn không anh? Ủa rồi ai có quan sát hai bạn? Camera okay, một, okay. Camera 2, 3, 4 chơi à? 1, 2, 3 bắt đầu. Anh ơi. Anh ơi. Đây nếu rớt thì sao ạ? Rớt thì lập cái khác. Trời ơi xem được rồi. Rớt là mình lấy bánh khác không ạ? Anh ơi. Em như hiệp sĩ mù xuống ở đây. Nó xuống tới lông mi em rồi. Nó đen tôi luôn. Đừng có đeo dán lông mi giả làm chi rồi, rồi nó dướng ở đó luôn. Đi nửa đường rồi. Cái việc KDB. Anh ơi, cái mặt em đen luôn. Sắp được rồi, sắp được rồi.
Tôi tức thiệt chứ. Em vừa bạn. Hay quá người ta. Như vậy là Lưu ơi, bạn đã giành chiến thắng. Nhưng mà với nội dung này thì không biết là liên quan tới Ngọc Khoa với từ khóa như thế nào đây? Ủa đâu cần phải giới thiệu quá. Quá. Tự nhiên cái mở cái nhìn người ta. Thì cái từ này em cung cấp cho chương trình với ai? Mệt quá. Tại sao mở? Mở là sao? Em có hai điều nó đối lập nhau về từ mở. Rồi. Về mở, mà em thích ăn. Đó là mà tóp mỡ. Tóp mỡ là thích ăn. Rồi, còn rồi. Ghét ăn là mỡ mà không kiêng á. À, mỡ động vật bình thường là không thích ăn. Ví dụ như cục thịt không vịt. Rồi. Là cái cục mỡ đó em ăn được, nó bị nhọn nhọn. Không. Ủa hiểu tại sao ta. Nó giòn giòn dễ ăn hơn. Đúng. Thì cái lượng mỡ đã trôi đi rất là nhiều rồi và cô đặt lại còn chút xíu. Ừ. Nhớ nha, lát nữa là mỡ dạng lỏng á là mình bớt lại. Mấy em làm món gì được. Bonus tóp mỡ chị cộng điểm. Bỏ miếng mỡ chị trừ luôn. Thôi, cảm ơn Hoa đã chia sẻ những cái bí mật về ăn uống của mình nha. Vâng. Nội dung bên trong ô cuối cùng, biết đủ là đủ và huy hiệu thần bếp đã xuất hiện. Bên cạnh đó, người giành chiến thắng tại câu hỏi gì rồi? Lại là Phương. Chúc mừng con gái. Có được huy hiệu thần bếp, con sẽ được một lần sử dụng bất cứ lúc nào. Ví dụ như là nhờ thầy Khắc Minh hỗ trợ con làm cái gì đó. Hoặc là thoát ra khỏi sự khó khăn bởi hoàn cảnh ở dưới toàn rắn, chuột. Nhắm con nấu ăn trong tình trạng đó được hay không? Dạ không. Đó thì mình xài huy hiệu thần bếp nha. Bây giờ Thảo được quyền lựa chọn một trong hai món ăn mà anh Bá Thắng đã đặt hàng từ trước. Đây, một bên là súp tôm chua, còn một bên là sườn nướng Hàn Quốc. Chọn món nào, làm em món nào. Em sẽ loại bỏ món súp tôm chua. Loại bỏ. Tôi hỏi chọn cái nào. Có nghĩa là loại bỏ. Em phải về cái món này. Sao loại bỏ hả? Đây. Rồi. Đây là sự lựa chọn của em đúng không? Dạ. Yeah. Sườn nướng Hàn Quốc hả? Tại vì nó dễ làm. Với lại em giống Hàn Quốc nữa. Đúng không? Mong là hai bạn sẽ tự tin với món ăn này. Bên cạnh đó, Thảo em có thêm một đặc quyền nữa là chọn gian bếp. Một em chọn gian bếp. Là bên trái theo góc nhìn của khán giả. Hai là bên phải là bên kia. Em thuận tay trái nên em là em sẽ chọn bên trái. Đây ha. Ok, rồi. Vậy bên phải sẽ là của Thúy Vi. Thì nói chung là mỗi bên đều có một cái địa hình khác nhau. Và hy vọng là chúng ta sẽ vượt qua được cái sự khó khăn đâu đó. Được. Chà, nóng quá rồi. Dạ? Nào, chúng ta vào bếp để sẵn sàng chế biến thức ăn thôi. Xin mời cả nhà. Hãy cùng với chúng tôi theo dõi là những khoảnh khắc thú vị mà Khẩu Vị Ngôi Sao đã mang đến trong phiên bản nâng cấp sẽ như thế nào nhé. Hai bạn với cái vị trí lựa chọn gian bếp của mình thì Thảo ơi, có con trai gì hấu em kẹp vô chân đi em. Em kẹp vô chân hả? Ủa, nhiệm vụ của Thảo là giữ y chang vậy. Cái bóng y chang vậy đó. Ghê không? Cái này là do biên tập chứ không phải do anh. Bên đây thì căng hơn. Bình thường hai tay nấu ăn đã khó rồi, còn này hạn chế một tay phải đeo một cái bao tay đấm bốc nữa. Thì đâm ra là cố gắng, hy vọng cái tay còn lại là cái tay thuận của em á, linh hoạt hơn nha. Không anh. Trời ạ. Không thể đeo được. Thì lỡ quạo quá thì dùng cái này cho đối phương. Chắc phải vậy quá. Gian bếp ngày hôm nay rất là thú vị khi mà sự khó khăn về địa hình của cả hai bên trái và phải đều ngang bằng nhau bởi một sợi dây kết nối giữa hai bạn. Dây thừng cột vô chân để hai bạn đi đâu cũng phải biết mà nương tựa lẫn nhau nha. Tranh giành quá là té đó. Cẩn thận. Một chân của bạn ấy phải đạp vào cái thảm gai Nguyên ha. Đạp thẳng vô thảm gai nè. Có massage chân. Còn cái chân còn lại được dưỡng da. Bên trong cái ủng này nè. Này ông, bên trong cái ủng này đố em là gì á? Không biết. Hỗn hợp. Nào là dầu ăn rồi nha đam. Dạ. Dạ chân đẹp lắm nha cưng. Mà dưỡng có một bên. Lệch. Vậy lát nữa mình đeo hai bên cho nó đều. Nhầy nhụa trong này nó kỳ lắm anh. Ồ, nó đã lắm em. Còn bên đây thì là một cái giống như đường đua vậy đó. Em thấy cũng hỗn hợp giữa em né nãy giờ. Bột giặt nè, nước rửa chén nè, dầu ăn nè. Rồi sao đi ta? Thì là phải né đúng không? Không né, đứng lên đó. Trong phạm vi này thôi nha Bảo Thi. Dạ. Đó, bây giờ em muốn xài huy hiệu từng bếp không? Em sử dụng. Đó, thấy chưa? Sợ liền. Sợ. Đành cất quăng bên ha. Dạ đúng rồi. Vậy là lát nữa em không được sử dụng huy hiệu từng bếp nữa nha. Dạ. Chỉ được dùng một lần thôi. Hai món ăn ngày hôm nay được nấu ăn bởi trong những hoàn cảnh rất là khó khăn. Đó, gì đâu khó. Để ý đi, thầy Minh nè. Thầy nè, con bên đây nè, học trò mình kìa. Bị gì? À, bị cột chân rồi hả? Cột chân nè. Sao gì vậy? Đâm ra đi cái gì cũng phải ron rén, rén giống như gây cha Nhật Bản vậy đó. Không có giãn chân là được. Cột tay rồi. Đó. Sao nhỏ làm? Cột mà cột ngay con cái mới đau. Trời đất ơi, chương trình ác quá. Sáng tạo. Thiệt.
trước mặt hai bạn. Đó chính là những nguyên liệu phụ thôi. Có thấy thiếu thiếu gì không nè? Dạ có. Đâu, bên em thiếu gì vậy cưng? Em thiếu sườn. Đó, sườn nướng Hàn Quốc mà không có sườn anh. Bên em là súp tôm chua. Dạ. Ủa, thiếu gì vậy? Thiếu tôm anh. Ủa, phải chưa? Thiếu hai nguyên liệu chính luôn. Thì nhiệm vụ còn lại thuộc về anh Thắng. Ủa sao vậy? Anh sẽ phải trải qua hai thử thách lớn. À. Mỗi lần vượt qua được thử thách thì anh sẽ mang về một nguyên liệu chính dành cho một bạn. Đầu tiên là anh phải giữ thăng bằng được một cái mâm hen. Uh-huh. Đó, rất nhiều trái bóng trên đó và không được làm rớt bóng nha. Rớt bóng phải quay lại từ đầu đó. Cái này giống người mẫu quá vậy. Đó, giữ thăng đó. Bằng vậy đó hả? Uh-huh. Thảo này thảm gai nha. Bởi vậy mới lột giày ra để massage. Hơi nhột nhột nha. Bên cạnh đó, nhiệm vụ chúng ta là phải lột cho sạch trái trứng này là được. Trứng luộc đó anh. Okay. Trong quá trình này đi hết cái thảm này phải lột hết cái này. Đúng rồi, đúng mà rồi. Ăn được ăn không? Ăn được. Được được ăn tùy anh. Dạ nếu anh đói. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Đi. Đi tốc độ vừa phải nè. Vừa tới đó là phải lột cho sạch hết nè. Cái này á đi hơi nhột thiệt nhưng mà đúng ngày rồi. Xưa ngày xưa có học catwalk nên biết giữ thăng bằng. Ờ ha, ngày xưa anh làm người mẫu mà. Đó, đi tới đây hết không? Đi lui lại. Khó vậy chứ. Đó, MC cũng làm khó lắm anh ơi. Đấy. Chắc ban biên tập cho em nhiều tiền. Cũng dòng họ nhau mà. Rồi đi tới đó. Thấy chưa? Em nói gì nói, anh có giao lưu thì cũng phải tập trung. Cái trứng này em luộc chưa có được kỹ lắm nha. Ok, là cứ lộn với anh miệng, không cái vỏ nào được. Cái vỏ. Đó, tăng. Ghê thiệt. Rồi, ăn đi anh. Xuất sắc rồi, đi qua đây luôn. Ok. Quá giỏi. Như vậy là tôm đã thuộc về bạn Vi rồi. Bây giờ sẽ là thử thách thứ hai. Để mình đem về ốc nữa chứ. Chị lấy ốc được không? Thôi em tưởng bưng cái vậy đó. Sao mà lại bưng dĩa ốc cho mẹ này làm? Vì sao vậy? Một thử thách là một món thôi. Bây giờ làm bữa hết nữa mới được thêm một bạn nữa mới được đồ ăn. Đúng rồi. Bây giờ vậy. Cái gì vậy? Nhảy trên hai con yêu tinh đó mệt. Anh cũng lo lắm. Hai con thì mỗi đứa một con. Chơi lớn với em luôn. Chơi lớn luôn à. Lúc đầu anh tính là hãy hai con chồng lên nhau. Nhưng mà anh sợ em quá chơi không tới. Đúng rồi, chân em thấp bé. Mỗi đứa một con. Nhiệm vụ đơn giản lắm. Cầm ốc này về xây nhà. Mỗi lần chỉ lấy được một viên thôi nha. Okay. Mình cố gắng tận dụng là chỉ có là 30 giây thôi. Yeah. 30 giây này càng cao càng tốt nha. Càng đẹp càng tốt nha. Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Quang. Gì miếng ăn mà mệt quá. Ủa trong kia. Rồi, đi. Trời. Nhanh lên anh. Mệt quá. Mệt thiệt quá trời. Thôi đi con vòng mệt quá quá. Em thở nhẹ qua qua, nhẹ qua. Ê, em bị méo rồi anh. Kệ đi. Ơi mình chưa khó mình đi lùi lại đi. Hai cái chân em nó mỏi. Không thấy gì đi chứ mệt lắm luôn. Đừng có rung nữa. À nghe quên. Tại nó em ơi. Cuối nè. Ừ 6 tầng là đẹp rồi đó. Ok chạy là tiếp. Thôi nghỉ ăn món đó đi. Nè em lấy mấy cái con này em nấu giùm chị cái ốc luôn giùm. Anh mệt không? Mệt. Thôi lách luật đi. Mà quan trọng là tinh thần. Thần thái mới là quan trọng nhất. Tụi mình chơi vui mà khán giả đúng thấy rồi. Tụi mình cố gắng. Bây giờ em đem hết toàn bộ số ốc này. Dạ. Giao cho bạn Điền. Có cần phải lên con ngựa nhảy tới chứ. Hoàng tử ơi em mang ốc cho chàng đây. Dạ ốc này ăn nha. Ốc này dục nha. Ráng lên. Hy vọng là hai món ăn ngày hôm nay sẽ giúp cho Ngọc Hoa bồi bổ lại số calo mà cô ấy đã đốt cháy. Đi hay mình đi tắm đi. Đi tắm. Tắm quá trời.
Và đây xin giới thiệu với quý vị hai siêu phẩm ngày hôm nay, gần gũi dễ thương nhưng mà chắc chắn là rất là ngon miệng bởi vì phần nhìn nó quá xuất sắc. Một bên là ốc bươu, một bên là cà ri cừu ha. Chúc mừng anh. Anh đã có được hai món quà, phải nói là vô giá lắm nha. Bây giờ cái cảm nhận đầu tiên của anh là gì? Cái mùi rất là thơm, hương thơm ha. Rồi về khứu giác, dạ. Về thị giác thì màu sắc rất là đẹp. Anh bây giờ là anh chỉ muốn động tay động chân thôi. Dạ. Em hiểu chưa? Em là vai trò MC nhưng mà nói hết nổi rồi. Nhìn rất là bắt mắt và thơm, hấp dẫn chứ kìa. Đổi quá. Một bên là salad cá hồi đủ để khai vị nè. Rồi thấy chắc chắc bụng, mình làm thêm cái gà xào xé ớt ăn với cơm. Trời ơi, đúng bài rồi. Dạ, xin mời Khắc Minh ăn thử. Ăn món nào trước? Chắc chắn là món khai vị trước. Đúng rồi. Đó. Với món salad cá hồi thì không biết là bạn Phương, Hồng Phương có muốn dành tặng lời chúc nào cho Khắc Minh không? Dạ, đây là món khai vị nên là em mong anh sẽ ăn ngon miệng và sau rồi mình sẽ thử kia sẽ ngon hơn. Là muốn bổ trợ cho bạn của mình luôn á. Hay thiệt, cái thằng đồng đội ha. Bây giờ mình sẽ ăn đúng kiểu nó là phải đủ hết á. Đúng, mình phải pha trộn hết tất cả. Đúng rồi. Rau trộn nè, hang có nấm nữa kìa. Thêm miếng cà chua bi vô nữa. Chua bi. Đó. Người đẹp ăn cái thế, cái dáng cũng đẹp. Đó, trời ơi, hút hết luôn. Cái vị cay của nó có. Cay quá không thầy? Em thấy vừa, theo em là vừa. Nhưng mà một số người không ăn cay được thì chắc phải nói trước với đầu bếp á. À, ngon không? Ngon. Cái cá tươi không? Cá tươi. Tuyệt vời nha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ xin mời Neon dùng một ít nước thả khẩu vị lại số 0, giữ công bằng cho bạn Khánh Khuyên ha. Cái màu xuất sắc. Ủa? Cà ri gà anh nhớ ăn với bún hay ăn với bánh mì mà ta? Em sợ anh Neon là sẽ dư tinh bột á. Cho nên là em ăn nhiều gà, nhiều thịt sẽ hay hơn. Nhiều đạm, nhiều thì tốt hơn là ăn tinh bột. Thương không? Bây giờ mình thưởng thức không thôi nhé. Dạ. Chắc là em dùng nước trước. Đúng, tinh tế. Tại thấy cái màu nó gắt quá nè. Cái màu nó đẹp quá. Đậm đà của em, màu này màu ngũ di hương hay gì mà đậm dữ vậy? Màu dầu cà ri. Dầu cà ri thôi đó mà, cái màu nhìn bén quá hen. Sao? Béo không? Thơm không? Béo. Hai cái vị mà em thấy nó nổi nhất là vị béo và vị cay. Em thử một miếng gà. Rồi, xin mời em. Gà rồi khoai, cà rốt nha. Với món ăn này thì em sẽ dành lời chúc nào dành cho Neon? Dạ, chúc cho anh Neon là mọi điều may mắn, mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh trong cuộc sống cũng như là trên con đường sự nghiệp của anh. Cảm ơn quý vị. Đó, trời ơi, chúc mình đặc sắc như món ăn vậy đó. Rồi, thử miếng gà ha. Quan trọng. Gà có mềm không? Hèn. Thêm chút thời gian nữa nó sẽ rất ngon. Nó mềm xíu nó sẽ ngon. À mềm, à bạn cần mềm hơn nữa. Cái vị nó vẫn rất là béo bên trong. Ăn cái hậu của nó vẫn ở đây. Như vậy là vẫn thấm vào bên trong. Nhưng mà nếu mình ninh nhừ hơn miếng nữa là ok. Như vậy là hai món ăn cũng đã được thưởng thức bởi Neon rồi. Bây giờ bạn lựa chọn đi, món nào giành chiến thắng ngày hôm nay? Do cái khẩu vị hôm nay thôi. Là thì em cảm thấy là món bò nó phù hợp với em hơn. Vậy em quyết định là về bạn Bảo Thi. Bảo Thi giành chiến thắng, chúc mừng Bảo Thi. Cảm ơn Khánh Nguyên nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó Khánh Nguyên cũng đã rất cố gắng và rất là đáng khen. Lý trí thì nghiêng qua bên salad cá hồi nhưng mà trái tim thì nghiêng về gạo xào xạc. Em rất là thích món này bởi vì là mẹ em nấu món này rất là ngon. Mà mỗi lần mẹ em nấu món này là kiểu gì cũng sẽ ăn hết. Thì thực sự là em vẫn dành trái tim của mình cho cái món mà em gắn bó với mẹ em. Vậy là món ăn giành chiến thắng ngày hôm nay là xà xơ. Chúc mừng bạn Thảo Vân chiến thắng ngày hôm nay nha. Có được một cái điểm cộng đến từ Khắc Minh. Thật sự nha, khen đều hai món này rất ngon. Nó chỉ nhỉn nhau ở một cái mức độ nhỏ xíu thôi. Vậy thì quyết định phần thắng hôm nay thuộc về cà ri cừu. Xin được chúc mừng bạn Trần Lưu. Vậy như ngày hôm nay cũng là điền ha. Bây giờ sẽ là phần quyết định của anh Bảo Thắng. Anh quyết định món ăn nào sẽ giành chiến thắng ngày hôm nay? Rồi anh sẽ nghiêng về chị nhiều hơn. Dạ. Vậy anh quyết định là súp tôm chua. Dạ, là súp món giành chiến thắng. Dạ. Xin chúc mừng đi. Nào, chúng ta nhận thưởng thôi, xin mời. Và đây, phần thưởng trị giá 5 triệu đồng dành cho người thắng cuộc với món cà ri cừu. Xin mời Ngọc Hoa trao tặng cho bạn Trường Lưu. Chúc mừng bạn.
Cảm ơn chị Hoa rất nhiều. Cảm ơn anh Hoàng, cảm ơn chị Hoa và cảm ơn bạn chơi. Em cũng rất là bất ngờ khi nhận được giải thưởng. Thì coi như là em may mắn được cái khẩu vị hợp với chị. Đó, khẩu vị ngôi sao mà. Dạ. Bên cạnh đó, Thái Điền cũng rất xứng đáng với món quà tinh thần, an ủi, động viên đến từ Ngọc Hoa. Nào, ở mà ôm ảnh cái. Trời ơi, lâu lâu được ôm cái đẹp em không? Không, làm ngon thiệt, nhưng mà tại vì xác nhận Nguyễn đó thôi. Cảm ơn Điền. Cảm ơn chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã mời em đến đây để mà tham gia một cuộc chơi rất là thú vị. Và em cũng làm được một cái món ăn rất là ngon để cho chị Hoa này thử. Cảm ơn Điền rất là nhiều. Cảm ơn Ngọc Hoa đã tham gia cùng với Khẩu Vị Ngôi Sao. Và hy vọng chúng ta sẽ được gặp gỡ nhau nhiều hơn nữa, ăn với nhau nhiều hơn nữa nghe. Đây, phần thưởng dành cho món ăn đã giành chiến thắng ngày hôm nay đó chính là bò lúc lắc của bạn Bảo Thi. Xin mời Neon trao tặng phần thưởng trị giá 5 triệu đồng cho Bảo Thi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn. Xuất sắc nha. Phần quà dành cho người già nhì này, tinh thần nhưng mà nó đáng nhớ. Neon ôm cái động viên. Rồi, dễ thương quá. Về có khoe với lại gia đình của mình không? Em khoe với mẹ em trước, để mẹ em đi khoe cả chợ. Để mẹ em đi khoe cả chợ. Cảm ơn ekip thực hiện chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao đã cho mình cơ hội đến đây để chia sẻ những cái kỷ niệm của mình, cũng như là những sở thích ăn uống của mình. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ con đường nghệ thuật của mình sắp tới. Chắc chắn rồi. Chúc cho chương trình mỗi ngày mỗi ngon hơn, mỗi vui tươi hơn, được khán giả yêu thương hơn. Và đây cũng chính là món ăn tinh thần mà những người thực hiện chương trình mong muốn dành tặng đến với tất cả quý vị khán giả. Hy vọng quý vị sẽ luôn yêu thương và theo dõi chương trình ở khung giờ quen thuộc 17:50 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.